Hai mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình vừa mới đặt mua một cái quyển sách của tác giả Phong Tử Khải nữa. Thì từng rồi thì mình đã đọc xong cái quyển Sống Giống Đơn Thuần của tác giả Phong Tử Khải. Và mình khá là thích cái cách hành văn cũng như là những cái triết lý mà tác giả này đã gửi gắm ở trong các cái bài tản văn của mình. Do đó thì mình đã tìm sách của Phong Tử Khải được phát hành ở Việt Nam, thì mình thấy là có cái quyển sách này được phát hành khá lâu rồi, năm 2020 luôn, và có tên là Muôn Vàn Hương Vị Đều Là Cuộc Sống. Cho nên là mình đã đặt mua cái cuốn sách này luôn để xem cái nội dung ở bên trong nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gỡ nha. Như các bạn biết là mình thì mình cũng có sở thích là khi mà mình đọc một cái tác phẩm của bất kỳ tác giả nào mà mình thấy hay á, thì mình sẽ tìm mua những cái tác phẩm khác còn lại của họ. Do đó là mình thấy cuốn này và mình khá là háo hức khi mà đặt mua để xem rốt cuộc là cái nội dung thì mình nghĩ chắc là không khác với những cái bài tản văn trước đâu. Tuy nhiên là mình muốn tìm đọc nhiều hơn những cái bài tản văn của tác giả Phong Tử Khải ấy. Đây rồi cuốn sách của chúng ta. Nhìn cái bìa thì nó không được bắt mắt như cái cuốn Sống Giống Đơn Thuần. Và bề ngoài của nó thì mình thấy là cái bìa này là bìa mềm. Để mở xem ở bên trong như thế nào. Ồ, được tặng một cái đánh dấu sách và ba cái postcard nha mọi người. Mình thấy cái postcard thì in hình vẽ, in hình do tác giả Phong Tử Khải vẽ mọi người. Và những cái bức tranh mà Phong Tử Khải vẽ thì đều nhìn rất là kiểu mộc mạc, đơn giản như thế này nè. Nhìn khá là đẹp. Không biết sau khi mở những cái cuốn sách ra mà mình cảm thấy có những cái postcard kèm theo như thế này thì mình cực kỳ thích luôn. Bây giờ chúng ta mở sách nào. Cái bìa chính của sách thì màu xanh và nhìn nó không có kiểu sao người ta không in hình gì lên trên cái bìa chính nha. Này, nó các bạn thấy không, cái bìa nó chỉ có cái màu xanh thôi, nhìn khá là đơn giản. Chúng ta lật vào bên trong để xem nha. Nhìn rất là kiểu mát. Xanh miên. Cái giấy thì mình thấy nó cũng bình thường nha mọi người. Và có thể là do sách... chắc tại giấy, chắc tại giấy là dạng giấy nó màu vàng chứ không phải là sách cũ đâu nha. Rồi xong rồi mọi người ơi, mình thấy là các cái bài tản văn ở trong đây khá là, hình như nó có giống các cái bài tản văn trong cái cuốn Sống Vốn Đơn Thuần mà mình đã đọc á. Hình như là bị trùng một mớ. Rồi mọi người ơi, mặc dù mấy cái hình vẽ thì mình thấy là nó có nhiều cái hình mới nha. Vậy là cái cuốn này nó phát hành trước cái cuốn Sống Giống Đơn Thuần kia, cho nên là một số cái bài tản văn nó đã bị trùng lại. Mình mua cuốn này ở trên Shopee và giá mà mình mua giá bán của cuốn sách là 125.000. Tính luôn tiền ship về thì mình chỉ tốn khoảng 127.000 cho cái cuốn sách này thôi.
Tuy nhiên là mình thấy một số bài nó bị trùng lại, để mình đọc những cái để mình đọc kỹ lại rồi mình sẽ review chi tiết cho mọi người nha. Ok, video hôm nay thì khá là đơn giản như vậy thôi. Chào mọi người nha. Bye bye.